diễn ra. Cú đúp của Tiến Linh vào lưới Thái Lan tại SEA Games năm 2019 sẽ là bước đà để cho anh có thể tỏa sáng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ thời khắc đó đã đến. Trận đấu bắt đầu. Đội tuyển Việt Nam giành quyền ra bóng, và trong hiệp 1 của trận đấu thì chúng ta, những chàng kỵ sĩ màu trắng bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn, trong một bầu không khí cực kỳ sôi động và cuồng nhiệt. Hồ Tấn Tài, đường chuyền đầu tiên, đó là pha chạm bóng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay của Tiến Linh. Và đó là lý do mà Hồ Tấn Tài được sử dụng ở trận đấu này, bởi khả năng tạt bóng của Hồ Tấn Tài cho đến thời điểm hiện tại là rất ấn tượng. Anh đã có hai pha kiến tạo từ những tình huống tạt bóng, những cú tạt bóng cho Phan Văn Đức ghi bàn vào lưới đội tuyển Lào, cú tạt bóng cho Bùi Tiến Dũng ghi bàn vào lưới của đội tuyển Campuchia. Đó là một tình huống hỗ trợ tốt của Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Trong trận đấu lượt đi, chúng ta trội hơn hẳn đội tuyển Thái Lan ở những cú dứt điểm, nhưng phần lớn những pha sút bóng đó đều đến từ ngoài khu vực 16-50. Những tình huống mà Tấn Tài chuyền bóng cho Tiến Linh ghi bàn thì có thể sẽ mang đến một giải pháp hoàn toàn mới dành cho đội tuyển Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay, đó là nhiều hơn những tình huống tiếp cận khu vực 16-50. Một pha can thiệp tốt. Một tình huống xử lý nhanh của Quang Hải để trả quả bóng về vị trí của Tấn Tài. Thêm một đường chuyền dài nữa của Tấn Tài. Một bầu không khí tuyệt vời từ sân vận động quốc gia Singapore. Tấn Tài đang là một giải pháp chuyền bóng đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam. Và khi chúng ta đang pressing tầm cao thì phần nào gây ra sự bối rối cho hệ thống của đội tuyển Thái Lan. Hy vọng rằng trận đấu ngày hôm nay sẽ là một trận đấu không phải hối hận của đội tuyển Việt Nam như đúng lời tuyên bố của thầy Park trước giờ bóng lăn. Đó là một tình huống tranh chấp tốt ở khu vực giữa sân. Và đó là pha can thiệp của Thành Trung. Thành Trung ngày hôm nay đá đúng vị trí mà Duy Mạnh để lại. Và Bùi Tiến Dũng sẽ trở về vị trí sở trường là trung vệ lệch trái. Một tình huống mắc sai sót của Bun Ma Than. Hy vọng rằng đó là một dấu hiệu về những áp lực dành cho những người về lý thuyết đang có lợi thế cho chúng ta. Sẽ là một quả ném biên mạnh của Tấn Tài. Tấn Tài đã chuyền hai quả lên trên đều đáng chú ý cả. Và bây giờ sẽ là một tình huống mà anh thực hiện một đường chuyền bằng tay trong quả ném biên vào bên trong vòng cấm địa của đội tuyển Thái Lan. Chanatip đã được hóa giải với hai cầu thủ Việt Nam ở trong tiếng vừa rồi, và người gần nhất để ngăn chặn số 18 của Thái Lan chính là Thành Trung. Một câu hỏi được đặt ra là làm sao để phong tỏa được Chanatip, và nhìn cách đá chúng ta biết rằng sẽ không có một cầu thủ nào được giao theo kèm Chanatip một cách cụ thể, nhưng sẽ là những cầu thủ tập trung để khiến cho đội trưởng của Thái Lan không có cơ hội phát huy những giá trị của mình. Rồi! Và pha bóng của Manuel Bia. Rất hay! Thắng bầu! Những phút đầu nhập cuộc mang đến cho chúng ta những niềm hy vọng. Một sự hẹn rất lớn dành cho đội tuyển Việt Nam với cú đá về phía khung thành của Chát Trai. Và đáng chú ý hơn là tình huống phối hợp này lại là Tấn Tài thực hiện đường chuyền vào bên trong. Nhưng đó là một phương án mang đến sự bất ngờ cho đối phương khi Hoàng Đức bất ngờ xuất hiện ở dọc hành lang bên phải. Và cái cách mà Tấn Tài di chuyển phải nói là rất hay. Chúng ta cũng thể hy vọng vào cái duyên của Tấn Tài và Tiến Linh, những người đã từng chơi cùng một câu lạc bộ, đã từng có những pha kiến tạo cho nhau ở cả câu lạc bộ và cấp độ của đội tuyển quốc gia cũng như cấp độ đội trẻ quốc gia. Càng ngày thì bóng càng đến gần hơn với khung thành của Chát Trai, từ những đường chuyền dài, từ quả ném biên và bây giờ là quả phạt góc. Và không phải là không có sự căng thẳng về mặt tâm lý đối với thủ môn của đội tuyển Thái Lan trước một sức ép lớn mà các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đang thể hiện, đang có được cho đến thời điểm này. Và chúng ta cùng xem quả đá phạt góc. Chúng ta đang tạo ra áp lực tốt, nhưng chúng ta cũng sẽ phải đặc biệt chú trọng cho những tình huống chống phản công. Năm phút đầu tiên như vậy là rất tốt rồi. Đường chuyền của Thành Trung. Đội tuyển Việt Nam đang cho thấy những dấu hiệu tích cực ở cách tiếp cận trận đấu từ cả ba tuyến.
Và trong những pha bóng ở 5 phút vừa qua thì cánh phải là sáng nhất, với Thành Trung thường xuyên tham gia ngăn chặn đối phương và Hồ Tấn Tài là người thực hiện những đường chuyền. Bóng trong chân của Hồng Duy. Quang Hải. Hồng Duy. Đã rồi. Chỉ có một tình huống chỉ tay cho dấu là không có lỗi của cầu thủ Thái Lan. Pha trả bóng của Quế Ngọc Hải. Quá hay. Phạm Văn Đức. Hơi vội một chút. Hồng Duy tuyệt vời. Các cầu thủ hậu vệ của Thái Lan phải nói là cũng đã có rất nhiều những luống cuống ở trong việc ngăn chặn hai biên của đội tuyển Việt Nam. Ông kính truyền hình đã từng bắt được tình huống mà thủ môn của đội bạn thở hắt ra. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ đây mới chỉ là sự khởi đầu và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục duy trì được sự tập trung. Đó là pha ngăn chặn của Narubadin. Diễn biến trên sân có thể được cảm nhận qua những tiếng hò reo của các cổ động viên, và cứ mỗi khi chúng ta đến gần với khung thành của đội tuyển Thái Lan là y như rằng âm thanh tại sân vận động quốc gia Singapore được đẩy lên mức cực đại. Hoàng Đức đang là một trong những người tích cực theo trận thiết nhất. Lúc này thì khó có thể đánh giá chất lượng của bộ đôi trung vệ đội tuyển Thái Lan. Nhưng sự hỗ trợ từ các tiền vệ của đội bóng này cho hai trung vệ cũng là tương đối tốt đến thời điểm hiện tại. Chính vì vậy mà không gian chơi bóng trước khu vực 16m50 của đội tuyển Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại chưa phải là quá nhiều. Nhưng sự tự tin của chúng ta đến thời điểm bây giờ là cần thiết. Đức Trinh bị thổi phạt. Cho đến thời điểm này thì các cầu thủ chúng ta đã tham gia vào những pha tranh chấp một cách rất vừa phải trong việc ngăn chặn đối phương. Màn trình diễn của Đức Trinh khi được tung vào sân ở trận đấu lượt đi đã tạo ra một quyết định là sử dụng tiền đạo này ngay từ đầu bên phía đội tuyển Việt Nam. Đó là đường chuyền không khó khăn của Narubadin và đội tuyển Việt Nam phản công. Tiến Linh. Đức Trinh. Rất tốt. Sự càn lướt trong lối chơi chính là điểm mạnh của Đức Trinh. Đức Trinh nhảy múa trong vòng vây của các cầu thủ Thái Lan. Nhưng vừa rồi thì anh lại được xác định là không bị phạm lỗi. Đó là một điều mới mẻ mà đội tuyển Việt Nam dành cho Thái Lan, và họ đang chưa biết cách để ngăn chặn Đức Trinh như thế nào cả. Tấn Tài. Thêm một đường chuyền dài nữa của Tấn Tài dọc hành lang phải. Quang Hải. Vẫn là Quang Hải. Rất tự tin. Quang Hải. Quang Văn Đức. Trận đấu lượt đi Quang Hải cũng đã thực hiện một pha đi bóng rồi vặn sườn truyền cho Phạm Văn Đức. Và đó là tình huống mà bàn thắng chỉ cách chúng ta chỉ một găng tay mà thôi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Quang Hải đã biến Tiraton Bunmathan, một trong những hậu vệ hay nhất Đông Nam Á, từ một hậu vệ rất phi thường trở thành vô cùng bình thường. Một pha đi bóng mà Quang Hải đã làm siếc. Pha bóng vừa rồi phần nào cho thấy Manuel Bia không phải là không có lợi thế so với Phạm Văn Đức, nhưng đã chậm hơn. Và việc nhanh chân của Phạm Văn Đức mang về cho chúng ta quả đá phạt góc. Phạm Văn Đức. Đây là Manuel Bia, một trung vệ của đội tuyển Thái Lan. Thêm một tình huống lấy bóng và tranh chấp hợp lý từ cao thủ ở khu vực giữa sân. Narubadin. Thitiphan. Một tình huống ngăn chặn kịp thời của Hồ Tấn Tài. Bầu không khí quá tuyệt vời từ các cổ động viên Việt Nam.
xử lý tốt nữa của Tấn Tài. Những gì mà các cổ động viên của chúng ta tạo ra ngay cả khi chúng ta đã thua 0-2 lượt đi thực sự là quá ấn tượng. Diễn biến ở khoảng 10 phút.